Sáng nay, Bí thư Trung mương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung mương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tham gia chương trình trao quà Tết cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ phấn khởi, chúc mừng những kết quả mà thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2023 về phát triển kinh tế, xã hội và đánh giá cao những nỗ lực của thành phố khi đã chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân theo đúng chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Đồng chí đề nghị Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức đón Tết lành mạnh, giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phát triển kinh tế, đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân ở từng địa phương, cơ sở, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 100 suất quà Tết, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho 100 hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày hôm nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam, vùng đất trung dũng, kiên cường, chịu nhiều hy sinh, mất mát trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương thời gian qua đã đưa Quảng Nam từ một tỉnh nghèo thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu. Với những kết quả đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Nam tiếp tục quan tâm, đầu tư cho các thiết chế văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, những phúc lợi xã hội thiết thực nhất cho người dân, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, giúp người dân có chất lượng cuộc sống ngày càng cao, tiếp cận với sự phát triển chung của đất nước. Phó Chủ tịch nước đã trao 400 suất quà tặng cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động, 200 triệu đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa ung biếu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và tặng biểu trưng 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng thành phố Tam Kỳ, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tám ở thị trấn Hà Lam và anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh Trần Thị Cúc ở thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. Thưa quý vị, sáng nay Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023 và khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn Hà Nội 2024. Mỗi dịp diễn ra Hội báo Xuân, Hội Nhà báo thành phố và những người làm báo ở thủ đô đều tổ chức vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố. Năm 2023, tròn 29 năm, giải báo chí Ngô Tất Tố được duy trì tổ chức. Thông qua giải, nhiều phóng viên trẻ có cơ hội được rèn rũa, trau dồi bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ. Hội Nhà báo thành phố cũng đã phát hiện nhiều phóng viên có tiềm năng, tư duy sáng tạo và ngòi bút sắc sảo. Chất lượng các sản phẩm báo chí ngày càng được nâng cao. Năm 2023, các tác phẩm dự giải báo chí Ngô Tất Tố đã tập trung phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt tuyên truyền nhiều chuyên đề sự kiện chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố. Các tác phẩm báo chí đoạt giải đều cô đọng nhiều giá trị bởi sức lan tỏa trong đời sống xã hội, nêu bật vấn đề bức xúc mà các cấp, các ngành và dư luận quan tâm, phản ánh sâu sắc tâm tư nguyện vọng của bạn đọc và nhân dân thủ đô. Ban tổ chức đã tiếp nhận 148 tác phẩm, trong đó có 54 tác phẩm báo in, 77 tác phẩm điện tử, 17 tác phẩm phát thanh truyền hình. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc trao giải thưởng. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 11 điểm cầu trong toàn lực lượng. Qua 5 năm, toàn lực lượng đã biên soạn in phát hành đến các đối tượng được hơn 176.000 cuốn luật Cảnh sát biển Việt Nam, có hơn 829.000 lượt người tham gia thi trực tuyến và hơn 2.000 bài thi trực tiếp cuộc thi đưa luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, tổ chức 420 hội nghị tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 8.400 lượt người.
Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án, nội dung cơ bản của luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được quán triệt tuyên truyền đến đa số cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nhận thức về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhận thức về vị trí vai trò chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, của cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, động viên ngư dân hăng hái vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn trên biển. Thưa quý vị, trước nhiều vụ việc doanh nghiệp Việt Nam gặp rủi ro khi kinh doanh xuất khẩu đối với các đối tác tại thị trường Âu Mỹ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương đã đưa ra cảnh báo để doanh nghiệp tránh mắc bẫy lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với doanh nghiệp nước ngoài. Thương vụ Việt Nam tại một số nước châu Âu đã thông tin cảnh báo về các hiện tượng lừa đảo, rủi ro khi doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu với các đối tác tại thị trường này như các sản phẩm xăng dầu, xuất khẩu hạt điều và hạt tiêu. Theo Bộ Công Thương, có nhiều lý do làm gia tăng lừa đảo trong thương mại quốc tế. Cụ thể, các doanh nghiệp tại Việt Nam có xu hướng chủ quan, sơ hở trong tiếp cận, soạn thảo điều khoản hợp đồng và cam kết thiếu tính chặt chẽ. Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng đầu tiên của năm 2024. Theo đó, trong tháng 1, cả nước có 13,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có gần 13,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 2,2 lần so với tháng 12 năm 2023 và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong tháng đầu tiên của năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động là hơn 27,3 nghìn doanh nghiệp. Cũng trong tháng 1, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 53,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm kiện toàn hạ tầng giao thông kết nối thành phố Mỹ Tho, đô thị trung tâm tỉnh với các vùng kinh tế trọng điểm trong tỉnh, cũng như các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tiền Giang đầu tư gần 2.000 tỷ đồng triển khai dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Trước mắt, Tiền Giang đang triển khai hai gói thầu xây lắp phân đoạn 1 và phân đoạn 2, hai phía bờ Bắc và bờ Nam sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến cầu Đạo Thạnh có tổng kinh phí là 525 tỷ đồng, dự kiến thời gian triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Ủy ban nhân dân TP HCM vừa yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong thời gian lễ hội xuân và cao điểm nắng nóng năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, đặc biệt đối với loại hình chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư, đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát hoạt động cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là các công trình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà có kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, cơ sở nguy hiểm cháy nổ trong khu dân cư.